trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo phối hợp cùng đoàn phường Trung Dũng, chi đoàn quân sự thành phố Biên Hòa và các mạnh thường quân tổ chức đến thăm và tặng quà Tết Trung thu đến những em khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, hơn 40 em học sinh đại diện cho các lớp đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những em nhỏ khuyết tật mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật và Trung tâm công tác xã hội tỉnh Đồng Nai. Gần 300 suất quà gồm lồng đèn, bánh trung thu, sữa, bánh kẹo với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng được gửi tới các em nhằm góp phần chăm lo, động viên, tạo điều kiện cho các em tại hai trung tâm đón một mùa trung thu vui vẻ, đầm ấm, từ đó nâng cao thêm tinh thần vượt khó và vươn lên trong học tập. Được biết, những chiếc lồng đèn được trao tặng là những món quà, sản phẩm mà các em học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo tự tay làm ra bằng những vật liệu thủ công, đơn giản nhưng lại rất tinh tế, độc đáo và mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.